phát hiện vụ tàng trữ thuốc nổ số lượng lớn ở Đắk Lắk. Sáng ngày 16 tháng 1, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trong đường dây mua bán thuốc nổ liên tỉnh quy mô lớn vừa bị đơn vị này triệt phá. Trước đó, vào ngày 1 tháng 1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đối tượng đang chở một bao tải chạy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Iahatleo, huyện Iahatleo có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện bên trong bao tải đựng 30kg thuốc nổ và 32 kíp nổ. Đối tượng sau đó khai nhận tên Bùi Văn Kiếm, 60 tuổi, ở xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Số thuốc nổ này đang được Kiếm chở đi tiêu thụ. Từ lời khai của Kiếm, công an tiếp tục khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Giáp, 49 tuổi, ở xã La Giom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Tại đây, công an phát hiện Giáp đang cất giấu 60kg thuốc nổ, 7kg pháo nổ, một khẩu súng tự chế, một khẩu súng săn cùng 56 viên đạn quân dụng. Được biết, đối tượng Kiếm từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển truy tố hai đối tượng Bùi Văn Kiếm và Nguyễn Xuân Giáp về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ chất cấm. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.